Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, làm ăn đắc thắng, tài lộc ùa về, trăm tỷ cầm tay, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo tin trước rất chính xác về con giáp tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, từ mai đến hết tháng 4 âm lịch. Tổ tiên báo trước, công thành danh toại, tài lộc ào về như thác lũ, giàu có khó ai sánh bằng. Quý vị và các bạn tuổi Canh Tuất thân mến, theo Minh Đường Tử Vi thấy rất rõ rằng là những năm vừa rồi, trong cuộc đời Canh Tuất trời đổ cơn mưa lớn. Nhưng tiếc thay là vì thư thư nằm nhà ngủ thì họ lại bị tiếng gọi của số phận cám dỗ, và đến sau đó thức dậy thì mình trần lao ra phía bên ngoài. Hay như một câu nói quen thuộc, hạn thường không để cho ta biết là hạn, nó thường giả dạng dưới hình dáng của cơ hội. Nếu mà ta mạnh dạn nắm lấy, thì ban đầu có thể nở chút nụ cười hân hoan, để rồi sau đấy là ngập những lo toan mỏi mệt. Những gì mà Canh Tuất họ đã trải qua rồi, và những gì phải trả cho đời họ cũng đã trả rồi, những gì mất mát thì cũng mất mát rồi, giờ chỉ còn lại một Canh Tuất 1970 có nhiều suy tư thân thể, có nhiều thương tổn tinh thần, nhiều hoang mang đang tự động viên mà bước vào một vận trình mới trong năm 2024 này, mà không dám nói mọi hạn của Canh Tuất đã hết, chỉ dám khẳng định rằng năm này là năm giải quyết được toàn bộ những khó khăn Canh Tuất đã và đang gặp phải, cũng là thời điểm họ chặt bỏ đi toàn bộ xiềng xích đang luẩn quẩn quấn thân mình. Và theo như lá số tử vi mới nhất của giới tử vi học phương Đông về vận trình sắp tới của quý vị và các bạn Canh Tuất sinh năm 1970, theo nội dung chấn động, thầy tử vi báo tin trước rất chính xác về con giáp tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, từ mai đến hết tháng 4 âm lịch, tổ tiên báo trước, công thành danh toại, tài lộc ào về như thác lũ, giàu có khó ai sánh bằng, thì quý vị và các bạn sẽ được lợi từ phúc tinh, lộc tinh và quý nhân nâng đỡ. Đây cũng là thời điểm phải nói là hiếm có, cực thịnh. Thánh sẽ cứu âm độ dương, phê chữ đỏ, bỏ chữ đen mà ban cho tài, cho lộc, cho vạn sự hanh thông. Quý vị và các bạn mà biết nắm bắt thời cơ này, thì chắc rằng từ mai tới cuối tháng sẽ không phải nghĩ tiền vào như nước, trả hết nợ nần, gia đình êm ấm, hạnh phúc. Phàm là chuyện trên đời muốn thành thì phải có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nay thời cơ đã đến. Muốn giàu nhanh thì phải làm thế nào? Vậy hãy cùng với Minh Đường Tử Vi theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây quý vị và các bạn nhé! Quý bạn Canh Tuất sinh năm 1970 thân mến, Canh Tuất biết đấy, người sống trên đời không nên đi lùi về quá khứ, cũng không nên bước quá xa về tương lai, mà chỉ nên tập trung ở hiện tại. Đừng nghĩ tôi nghĩ rằng mình đã ở tuổi xế chiều, nên muốn nặn bước chân, vì khi tâm trí, thể xác, tinh thần của Canh Tuất cảm nhận được hiện tại, thì toàn bộ những lựa chọn hay quyết định của Canh Tuất mới được đủ sự sáng suốt, vẹn toàn. Tập trung vào bài toán cuộc đời của Canh Tuất để mà đỡ tốn thời gian mà chú ý đến cuộc đời người khác, cũng càng đỡ tốn công sức chú tâm đến những sự xì xào không ủng hộ, phiền hảo của thế nhân, nâng tầm bản thân, tài năng lớn mạnh, học hỏi, trau dồi luôn là điều quan trọng để Canh Tuất có thể nắm bắt cơ hội thay đổi cuộc đời, đừng để những dòng suy nghĩ như làm việc chăm chỉ là tư tưởng của thế hệ cũ, hay là phải nhanh chóng kiếm đường tắt để thành công, làm ảnh hưởng đến định hướng của Canh Tuất. Một người sống một cuộc nhân sinh đúng nên là một điều gì đó có ý nghĩa mỗi ngày. Đó có thể là một công việc nhàm chán, và cũng có thể là một công việc không có thu nhập nhiều, nhưng Canh Tuất làm là để có sự đáp ứng cơ bản của cuộc sống, cũng làm để tay chân, đầu óc tư duy không chỉ trẻ trong giai đoạn ươm mầm của ước mơ, không nên vội vàng, vì vội vàng thì sẽ khó có thể cho Canh Tuất đến đích. Cũng không cần so sánh bản thân, vì vạn tinh tú trên bầu trời có tính chất riêng biệt, có vị trí khác nhau và thời điểm tỏa sáng rực rỡ cũng không tương đồng.
Canh Tuất lúc này sẽ được hưởng cầu vồng và nắng trời chói chang ở thời điểm Canh Tuất xứng đáng được hưởng. Canh Tuất 1970 có ngũ hành nạp âm là thoa xuyến kim, tức là vàng trang sức. Thoa được hiểu là cây châm cài đầu của phụ nữ ngày xưa, xuyến là vòng đeo ở cổ tay khi trở thành đồ dùng của phái nữ. Tính cứng rắn của kim bị suy yếu, bởi vậy kim của Tuất Hợi trở nên ẩn tàng, hình thể vỡ vụn, trở thành nữ trang được lưu giữ trong phòng khuê nữ, châm cài tóc, nhẫn. Vòng tay mệnh thoa xuyến kim có khắc mộc mà lại cần mộc bảo vệ. Canh Tuất là người có sức thu hút tài hoa, họ thường có gương mặt ưa nhìn, xinh đẹp. Nhìn chung, người thuộc mạng thoa xuyến kim có thần thái cao sang, toát lên từ cung cách, ánh mắt, cử chỉ khác hẳn người thường. Họ là người có năng lực cảm thụ nghệ thuật, với mọi thứ thường tỉ mỉ đến từng chi tiết trau chuốt, kỹ càng. Bản thân Canh Tuất tràn đầy năng lượng tích cực, luôn vui vẻ, khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Canh Tuất xem việc làm đẹp cho người khác là niềm hạnh phúc. Họ thích sự nâng niu, trân trọng thần thái cao sang, toát lên từ cung cách, ánh mắt, cử chỉ khác hẳn người thường. Tư duy và hành động của họ thường độc đáo khác biệt và tạo nên dấu ấn rất riêng. Đặc biệt, Minh Đường Tử Vi thấy họ là người có năng lực cảm thụ nghệ thuật, với mọi thứ thường vô cùng tỉ mỉ, sắp xếp và tính toán đến từng chi tiết, trau chuốt kỹ càng. Ngoài ra, Thoa Xuyến Kim cũng là người có bản lĩnh trọng nghĩa khí, coi trọng lẽ phải và sự công bằng. Trong 12 con giáp thì không một tuổi nào có được sự trung thành và đáng tin cậy như tuổi Tuất. Đó là người luôn đề cao chữ tín, tận tụy với nhiệm vụ được giao, và vì vậy mà họ được rất nhiều người tôn trọng, quý mến. Mọi người luôn có thể trông đợi ở tuổi Tuất khi cần sự giúp đỡ. Họ vừa hoàn toàn có thể làm một nhà lãnh đạo tốt, mà lại vừa có thể là một nhân viên giỏi, vì họ hiểu được tầm quan trọng của việc hợp tác đối với công việc. Canh Tuất 1970 họ rất biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác. Điều này giúp họ có thêm nhiều kinh nghiệm cũng như tránh được sai sót không đáng có. Nhưng không ít tuổi Tuất có tinh thần tự lập cũng như khả năng làm việc độc lập rất cao. Chính vì vậy, cho nên họ có thể đứng vững trên đôi chân của mình bằng chính ý chí, sức lực và tài năng. Họ rất ít khi chịu chấp nhận phụ thuộc hay tụt hậu so với người khác. Nhờ vậy, con đường sự nghiệp của họ rất thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, yếu điểm của Canh Tuất là ít nhẫn nại, lại hay nghi ngờ đối với những việc cụ thể, như khi tranh cãi đừng hy vọng họ tham gia vào phe nào. Vì thiên tính của Canh Tuất là lẩn tránh, cho nên họ chỉ bảo vệ bản thân không bị người khác xâm phạm, phải bỏ ra rất nhiều công sức mới giành được sự tín nhiệm của họ. Vậy nên khi đã làm mất lòng tin của họ rồi thì cũng rất khó lòng lấy lại được. Khi không còn tin Canh Tuất, với nữ Canh Tuất sẽ đi tìm những chỗ dựa khác. Nguyên tắc sống của họ là kiên trì theo quan điểm của mình, kiên trì làm, không bao giờ thay đổi, cho nên hay bị vụt đi những cơ hội đặc biệt. Tuổi Tuất 1970 họ khá là nhạy cảm và dễ bị kích động. Quý vị và các bạn đang xem nội dung Chấn Động, thầy Tử Vi báo tin trước rất chính xác về con giáp tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Từ mai đến hết tháng 4 âm lịch, tổ tiên báo trước, công thành danh toại, tài lộc ào về như thác lũ, giàu có khó ai sánh bằng. Khi xem lá số tử vi từ mai tới cuối tháng của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, theo âm lịch, Minh Đường Tử Vi thấy rằng, thời điểm này chắc chắn sẽ hứa hẹn là một thời kỳ thuận lợi và tràn đầy hy vọng đối với tuổi Canh Tuất. Canh Tuất càng cố gắng bao nhiêu thì càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu, công lao của Canh Tuất sẽ luôn được đền đáp xứng đáng. Nguyệt lệnh lâm dưỡng xuất hiện tác động cho thấy, thời điểm này Canh Tuất duy trì được tinh thần làm việc hăng hái, tích cực, Canh Tuất sẵn sàng nhận thêm các công việc khó, học tập thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết và không ngại thừa nhận những mặt còn yếu của mình. Chính thái độ ấy sẽ giúp Canh Tuất phát triển nhanh chóng, gặt hái được những thành tích cao. Về tiểu kết, tử vi từ mai tới cuối tháng, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 âm lịch sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi, Canh Tuất càng nỗ lực thì càng đạt được nhiều thành công. Tinh thần làm việc hăng hái, tích cực của Canh Tuất sẽ giúp họ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Canh Tuất không ngại học hỏi thêm kiến thức, kỹ năng mới và thừa nhận những điểm yếu của mình. Nhờ vậy, Canh Tuất sẽ phát triển nhanh chóng và đạt được nhiều thành tích cao. Về phương diện tài lộc, Minh Đường Tử Vi thấy phát triển khá ổn định. Cho dù có thể Canh Tuất không thu được món hời lớn nào, nhưng tiền lời lãi vẫn chảy về túi đều đặn. Canh Tuất chi tiêu không cần lo nghĩ quá nhiều, khi các mối quan hệ xã giao thuận lợi là thời điểm thích hợp để Canh Tuất mở rộng quy mô kinh doanh và sản xuất. Về tiểu kết, Canh Tuất có tài lộc ổn định, tiền bạc rủng rỉnh, không phải lo nghĩ quá nhiều về chi tiêu, đây là thời điểm thích hợp để mở rộng quy mô kinh doanh và sản xuất. Chuyện tình cảm, Tử Vi thấy rằng, quý bạn về rất nhiều tin vui, Canh Tuất thì cởi mở hơn trong việc tiếp xúc với người khác giới, thậm chí là có thể vô tình gặp được người phù hợp trong một buổi tụ tập, giao lưu nào đó, hoặc ở nơi công cộng, nơi tổ chức sự kiện, hai người chỉ vừa gặp gỡ mà đã có rất nhiều chuyện để chia sẻ cùng nhau.
Tóm lại, tử vi từ mai tới cuối tháng, tuổi Canh Tuất sẽ gặp nhiều thuận lợi và hy vọng. Sự cố gắng của họ chính vì thế họ sẽ được đền đáp xứng đáng, thành công vang dội. Tiền bạc chất đống trong nhà, tinh thần làm việc hăng hái, tích cực, giúp Canh Tuất phát triển nhanh chóng, gặt hái nhiều thành tích, tài lộc ổn định, có thể mở rộng quy mô kinh doanh và sản xuất. Đường tình duyên khởi sắc, Canh Tuất có thể gặp được người phù hợp trong các buổi tụ tập, giao lưu hoặc nơi công cộng. Và tiếp theo chương trình, Minh Đường Tử Vi xin gửi đến quý vị và các bạn luận giải vận trình tử vi chi tiết tử vi 2 tuần còn lại trong tháng 4 âm lịch của Canh Tuất sẽ diễn biến ra sao và cẩm nang vượng vận như thế nào, thì ngay sau đây quý vị và các bạn hãy chú ý lắng nghe và đừng bỏ lỡ thông tin quan trọng này nhé. Đầu tiên là tử vi tuần thứ 3 trong tháng 4 âm lịch như sau. Xem tử vi tuần thứ 3 tháng 4 âm lịch, công việc của con giáp tuổi Canh Tuất 1970 trong thời điểm này có nhiều xáo trộn, nhưng mà bên cạnh thách thức cũng là cơ hội cho những cá nhân mạnh mẽ vươn lên. Nhìn đi nhìn lại thì Canh Tuất sẽ thấy bản thân còn may mắn hơn rất nhiều người trong hoàn cảnh tương tự. Biến kế hoạch thành thực tế hoàn toàn là một điều không khó khăn ngay trong tháng này. Một khi Canh Tuất là một người luôn nỗ lực với công việc, vậy thì thành quả đạt được chắc chắn phải tương xứng với những gì mà Canh Tuất bỏ ra, tương lai luôn luôn là một ẩn số. Tuy nhiên, không phải vì thế mà Canh Tuất buông bỏ, mặc cho chuyện gì đến thì sẽ đến. Nếu Canh Tuất chủ động nắm bắt sẽ rút ngắn giai đoạn tiết kiệm thời gian hơn cho mình, đỡ lãng phí công sức hơn rất nhiều. Nếu ai mà đang làm trong những công việc liên quan tới ngành ẩm thực đáng quý, nếu đủ nhanh nhẹn trong việc tập trung kinh doanh online, tiết kiệm được kha khá chi phí, thì lúc này việc buôn bán sẽ kiếm được những khoản lợi nhuận đáng kể mà chính bản thân Canh Tuất cũng không ngờ tới. Trong khi người khác gặp trở ngại và cố gắng xoay sở cũng không biết làm thế nào, thì con giáp tuổi Canh Tuất đủ may mắn tìm ra ánh sáng khi có sự che chở của thần tài. Điều quan trọng là khi nhận ra vấn đề, Canh Tuất phải đủ tập trung, quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng, thì kết quả tiền bạc cũng rất đáng mơ ước đấy. Tuần thứ 3 trong tháng 4 âm này thì cũng hỗ trợ cho việc đầu tư của quý bạn. Tuy với hoàn cảnh hiện tại ai cũng gặp khó khăn trong việc đầu tư, nhưng lại là cơ hội nếu Canh Tuất đủ kiến thức và sự nhanh nhạy cần thiết, có thể Canh Tuất đã tìm ra được mối đầu tư như ý. Hiện tại chưa cần hành động ngay, nhưng trong tương lai hứa hẹn sẽ giúp Canh Tuất thu lại được cả vốn lẫn lời. Thực tế là không ai đoán trước được tương lai, nên dù tham gia đầu tư thì việc đảm bảo sự an toàn cho số vốn của mình vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Do đó, thời gian này dù quý bạn là người may mắn hơn người khác cũng đừng chủ quan, chớ vội tin theo những lời ngon ngọt. Đặc biệt là thời điểm này, số tiền tiết kiệm của một số cá nhân tuổi Canh Tuất đã bắt đầu phát huy tác dụng, giúp Canh Tuất và gia đình cảm thấy vẫn đủ đảm bảo cuộc sống, cho dù hiện tại có khó khăn tới mức nào đi nữa. Hiện tại thì có quá nhiều điều xảy ra cùng một lúc, nên muốn làm được tốt một nhiệm vụ nào đó, thì Canh Tuất phải chấp nhận việc đánh đổi thời gian của mình. Người đã kết hôn, thời gian này thường xuyên xảy ra tình trạng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, nhiều mối lo đã đẩy hai người ra xa, hoặc có thể vấn đề liên quan tới con cái, hai người không thống nhất xử lý nên dễ có những bất đồng. Tuần thứ 3 tháng 4 âm này điều dễ thấy là quý bạn có nhiều stress căng thẳng. Nếu không tìm cách cân đối lại thời gian nghỉ ngơi và làm việc, thì Canh Tuất dễ bị ốm nặng, thậm chí nằm viện vì làm việc quá sức đấy. Tóm lại, trong tuần thứ 3 tháng 4 âm lịch, tuổi Canh Tuất sẽ gặp nhiều xáo trộn trong công việc, nhưng mà cũng là cơ hội để vươn lên. Nếu nỗ lực, thành quả đạt được sẽ xứng đáng. Những người làm trong ngành ẩm thực có thể kinh doanh online hiệu quả. Tuổi Canh Tuất cũng có thể đầu tư nhưng cần đảm bảo an toàn cho số vốn. Gia đình có thể xảy ra mâu thuẫn, bất đồng quan điểm, cần cân đối thời gian nghỉ ngơi và làm việc để tránh ốm đau. Và quý nhân là Mùi và Tý. Tiểu nhân là Hợi và Mão. Màu sắc may mắn là đen và tím. Con số may mắn là 63, 85, 92, 96, 54. Cuối cùng là tử vi tuần thứ 4 trong tháng 4 âm lịch như sau. Tiếp nối tử vi tuần thứ 3, tuần thứ 4 tháng 4 âm này, Minh Đường tử vi thấy tình hình công việc của tuổi Canh Tuất lúc này khá ổn định, mọi việc dường như đều nằm trong khả năng, tầm kiểm soát của Canh Tuất, cho nên dù có thay đổi thì đừng lo lắng, cứ bình tĩnh xử lý từng hạng mục một. Tài năng và nỗ lực của con giáp tuổi Canh Tuất lúc này đã được ghi nhận. Canh Tuất nhận được sự chú ý lớn từ người xung quanh, tuy nhiên, đừng vì quá tự tin mà làm mọi thứ vội vàng, sẽ dễ có lỗi nhỏ và ảnh hưởng tới hình ảnh của Canh Tuất. Theo tử vi tuần thứ 4, trong tháng 4 này thì Canh Tuất sẽ nhận ra năng lượng không mệt mỏi của mình. Tuy nhiên, đừng vội vàng vì việc này có thể đang ngăn cản Canh Tuất đến với những giới hạn lớn hơn. Tình hình tài chính của tuổi Canh Tuất lúc này khá tốt. Thời điểm này, Canh Tuất rủng rỉnh tiền tiêu, có thể thể hiện sự phóng khoáng của mình trong các cuộc vui với bạn bè.
Mong muốn được đi du lịch khám phá mọi nơi cũng sẽ được đánh thức. Tuy nhiên, Canh Tuất cũng cần cân nhắc cân đối với tình hình tài chính hiện tại nữa nhé. Có thể Canh Tuất kiếm được khoản tiền kha khá đấy, nhưng việc chi quá nhiều lại dự báo những vấn đề đáng lo cho tài chính tương lai của quý bạn nhất định. Không được chủ quan tới bất cứ việc gì liên quan tới tiền. Nếu có thể, Canh Tuất lúc này nên lên kế hoạch trước cho việc chi tiêu, để từng đồng tiền của Canh Tuất được sử dụng vào việc ý nghĩa. Hạn chế việc mua trước trả tiền sau, kẻo Canh Tuất rơi vào vòng luẩn quẩn, chưa hết tháng đã hết tiền đấy nhé. Vận trình tình cảm của tuổi Canh Tuất lúc này có nhiều trắc trở, nếu không kiểm soát tốt, tình hình một chuyện nhỏ cũng đủ khiến Canh Tuất đau đầu cả tháng. Đó là một trong những áp lực khiến Canh Tuất khó có thể tập trung sang những việc khác trong thời gian này. Sức khỏe của tuổi Canh Tuất ảnh hưởng chủ yếu từ thói quen lười hoạt động, Canh Tuất nên ý thức được rằng để phòng tránh bệnh tật thì việc tập luyện thường xuyên rất quan trọng. Tóm lại, tử vi tuần thứ tư trong tháng 4 âm lịch dự báo tình hình công việc của tuổi Canh Tuất khá ổn định, tài năng và nỗ lực được ghi nhận. Tuy nhiên, Minh Đường tử vi thấy Canh Tuất không nên chủ quan, vội vàng, kẻo ảnh hưởng đến hình ảnh của mình. Tài chính của Canh Tuất khá tốt, có thể chi tiêu thoải mái nhưng cần cân đối để tránh vấn đề về tài chính trong tương lai. Vận trình tình cảm có nhiều trắc trở, cần kiểm soát tốt để tránh đau đầu. Sức khỏe của Canh Tuất bị ảnh hưởng bởi thói quen lười hoạt động, cần tập luyện thường xuyên để phòng tránh bệnh tật. Và quý nhân là tuổi Tý và Hợi, tiểu nhân là Ngọ và Tỵ. Màu sắc may mắn: trắng, đen. Con số may mắn: 48, 53, 75, 00, 52. Quý vị và các bạn đang xem nội dung Chấn Động, thầy tử vi báo tin trước rất chính xác về con giáp tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, từ mai đến hết tháng 4 âm lịch, tổ tiên báo trước, công thành danh toại, tài lộc ào về như thác lũ, giàu có khó ai sánh bằng. Trên kênh Minh Đường Tử Vi, chúng tôi kính chúc quý vị và các bạn luôn hạnh phúc, thành đạt và cực giàu trong cuộc sống của mình. Cô bác thân mến, Minh Đường Tử Vi thấy rằng, ở đây thì ngày sinh là yếu tố quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của một người. Ngày sinh tốt góp phần tạo nên lá số tử vi cát lợi, hứa hẹn số phận may mắn và tốt lành. Cụ thể những ngày sinh đại cát của tuổi Tuất là ngày nào và những ngày sinh khác ẩn chứa bí mật gì về vận thế của con giáp này? Vậy hãy cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo những ngày sinh đại cát nhất của con giáp này nhé. Tuổi Tuất sinh ngày mùng 1 âm lịch thì họ có tính cách trung hậu, giàu lòng nghĩa hiệp, thích giúp đỡ người khác và bao dung, cảm thông với người kém may mắn hơn. Vì thế mà tài phú tứ phương đâu đâu cũng có. Canh Tuất sinh ngày mùng 6 âm lịch, thông minh, nhanh nhẹn, hiền lành, lương thiện, có thể lập nên sự nghiệp vang danh bốn biển, nam cưới được vợ hiệp trợ, giúp cho chồng, nữ lấy được chồng tốt, biết chăm lo việc nhà. Tuổi Tuất sinh ngày mùng 3 thân thể khỏe mạnh, phát đạt, phú quý, chiếm được tài lợi, lại có mệnh cách sang trọng, có cả quyền lẫn thế. Tuổi Tuất sinh ngày 17 âm lịch, thông minh, lanh lợi, có thể thu được thành công, có quyền thế, tiền tài không thiếu, một đời đều hanh thông, suôn sẻ, không có gì phải lo buồn quá nhiều. Tuổi Tuất sinh ngày 20 âm lịch, đầu óc linh hoạt, mưu lược cao thâm, có tài ăn nói và lãnh đạo, biết thuyết phục người khác, nên nhanh chóng đạt thành đại nghiệp, đứng trên người khác. Tuổi Tuất sinh ngày 24 âm lịch, có thiên phú thông minh, tài năng toàn diện, biết giao tiếp khéo léo, nên khiến công lập nghiệp danh vọng, hiển hách, vinh quang cho bản thân và gia đình. Tuổi Tuất sinh ngày 26 âm lịch, trời sinh có phúc báo, làm người ôn hòa, nhã nhặn, được người khác kính yêu và trọng vọng, gia đình hài hòa, hạnh phúc một đời không lo cơm áo gạo tiền, ung dung hưởng lộc trời ban. Tuổi Tuất sinh ngày 28 âm lịch, thông minh, lanh lợi, có tài, có trí, sắp chiếm được quyền vị, được nhiều người ngưỡng mộ và có thể thành được đại nghiệp. Tuổi Tuất sinh ngày 31 âm lịch, đời vui vẻ, an nhàn, chẳng có hung tài, cả sự nghiệp lẫn hôn nhân đều vô cùng hài lòng, có tài lộc dồi dào, gia nghiệp thịnh vượng, càng làm càng tốt. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, không chỉ là tôn giáo với những giáo lý giáo luật chặt chẽ, đạo Phật có nhiều triết lý sống đơn giản mà sâu sắc, giúp con người tiếp cận gần hơn tới hạnh phúc và vui vẻ, cùng nghe lời Phật dạy về cuộc sống. Đừng bao giờ coi thường người khác, hiểu được tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình. Có câu nói vô cùng nổi tiếng của triết học mà hầu như ai cũng biết, anh không phải là cá sao biết niềm vui của cá, câu nói nhắc nhở về sự khác biệt giữa những người khác nhau. Không ai giống ai cả, lời Phật dạy về cuộc sống tương tự như vậy, nhưng mà dễ hiểu hơn nhiều, đừng coi thường ai cả. 1. Coi thường người khác là phạm ác nghiệp. Theo Phật giáo, con người sống trên đời tránh nhất là tham, sân, si, vì ba điều này gây ác nghiệp đưa đường chỉ lối sai trái, khiến cuộc sống bế tắc,
đảo lộn. Vì sao coi thường người khác là phạm ác nghiệp? Vì coi thường một ai đó là bạn đang tham, sân si. Coi thường có thể xuất phát từ sự khinh khi, coi mình cao hơn người khác hoặc ghen tị với thành quả mà người khác đạt được nên cố tỏ ra bất cần. Dù trường hợp nào thì cũng là phạm phải tham. Vì tham cầu danh để thỏa mãn hư vinh hoặc tham thứ không thuộc về mình nên nảy sinh tham vọng được như họ hoặc tham vọng dẫm đạp lên họ. Lòng tham này nó có thể dẫn tới tội ác, làm ác, để chiếm đoạt cái họ đang có thành của mình hoặc làm ác để chứng minh mình hơn họ. Mình là người ở vị thế cao hơn, tốt hơn, mình có quyền chà đạp, nhạo báng họ. Sống thuận theo tự nhiên thì mới mong có cuộc đời viên mãn. Sống tham lam không thể thoát khỏi quả báo. Coi thường người nào đó là sân. Sân là cơn nóng giận, thù hận, không hài lòng. Bạn có biết rằng khi coi thường ai đó trong lòng chúng ta đã nảy sinh ác nghiệp sân, có ý nghĩ thù địch với đối phương vì cảm thấy họ kém cỏi, không đạt tiêu chuẩn mà bạn đặt ra. Coi thường người khác là si mê, muội, nông cạn, thiếu hiểu biết, bản thân làm được điều gì đó, đạt được thành tựu gì đó không có nghĩa là người khác cũng phải làm được. Ngược lại, không phải điều mình không làm được thì người khác cũng không có khả năng đó. Lời Phật dạy về cuộc sống nhấn mạnh tới bản ngã của mỗi con người. Bất cứ ai cũng là một cá thể hoàn chỉnh với những năng lực, cảm xúc, quan điểm khác biệt. Người có thế mạnh ở mặt này, người có thế mạnh ở mặt khác. Trên đời không có người hoàn hảo, cũng không có ai là vô dụng cả. Đánh giá thấp về người khác chính là biểu hiện của sự ngu muội, không nhìn thấy toàn diện vấn đề, có cái nhìn phiến diện theo năng lực của bản thân. Vì vậy mà kích động, dễ sai lầm, dễ cho mình đứng trên, tới khi đối diện với cuộc sống phong phú mới ngỡ ngàng, thất bại và hối hận. 2. Là tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình. Phật giáo luôn hướng con người tới cuộc sống an nhiên, tự tại, vô thường, bình tâm. Vì sao? Vì như vậy có thể loại bỏ tham, sân, si và hạnh phúc. Để có được điều ấy, trước tiên phải tôn trọng người khác, tôn trọng chính mình. Người đánh giá thấp người khác thực chất là người không biết tôn trọng chính mình. Luôn so sánh bản thân với người xung quanh mà không biết rằng giá trị của mỗi người đều xứng đáng được tôn vinh. Mình yêu quý bản thân bao nhiêu thì người khác cũng yêu quý họ như vậy. Hơn nữa, mỗi chúng ta là một cá tính riêng, sao phải trở thành thước đo so bì hơn kém với người khác? Hơn thì sao, không hơn thì sao? Giá trị đích thực của cuộc sống đâu nằm ở thứ bậc. Chỉ cần ta an yên, mọi chuyện đều tốt đẹp. Chỉ cần ta sống tốt đâu có gì đáng kể nữa. Khi ta tôn trọng chính mình thì cũng sẽ biết tôn trọng người khác, biết nhìn nhận điểm tốt, điểm mới từ những người xung quanh, từ đó cổ vũ, khích lệ họ và học tập họ để hoàn thiện chính mình. Mình tôn trọng mọi người sẽ tôn trọng mình, tạo nên vòng tròn quan hệ dựa trên tinh thần tích cực, hòa đồng và nhân ái, mở rộng tâm hồn thì ắt hạnh phúc sẽ ghé thăm. Hãy nhớ lời Phật dạy về cuộc sống, luôn để con mắt nằm ngang, nhìn thẳng một cách trong sáng, chính trực, cuộc đời tất bằng phẳng. Người mà mắt nhìn lúc nào cũng từ trên rọi xuống sẽ không thể thấy quang cảnh tươi đẹp xung quanh, càng không thể thấy trước chướng ngại trên đường mà tránh. Đó không phải là tự mình tạo nghiệp cho mình hay sao? Quý vị thân mến, Khổ Tử có câu, tứ thập bất hoặc ngũ thập chi thiên mệnh, 40 tuổi không còn mê hoặc, 50 tuổi đã biết mệnh trời người, 50 tuổi tâm như biển rộng, cuộc sống đích thực bắt đầu từ tuổi 50. Người 50 tuổi thông tỏ mọi chuyện, từng bước qua núi cao, biển rộng, từng gặp nơi giang hồ hiểm hóc, thật và giả, tốt và xấu, ngọt bùi đắng cay, thiện và ác, họ đều kinh qua, đều đã từng nếm trải. Dẫu thành công hay thất bại, dẫu sướng vui hay đau khổ, tất cả đều in hành trong tiềm bao trải nghiệm, nên yêu gì, ghét gì, nên làm gì, không làm gì, họ đều đã có đáp án cho riêng mình. Nếu mà trái tim tuổi đôi mình như con suối, trái tim tuổi 30 như dòng sông, trái tim tuổi 40 như thác nghênh cuồn cuộn chảy, thì trái tim người 50 tuổi lại như biển rộng mênh mang. Họ vừa hòa mình với người khác, lại vừa cười vui, tự giễu cợt bản thân mình. 50 tuổi đôi khi gặp chuyện không như ý, ta chỉ mỉm cười và chẳng bận tâm. Người 50 tuổi tâm đủ tĩnh, nghĩ đủ sâu, lòng đủ lắng đọng. Nếu khi xưa nông nổi và nhẹ dạ, chỉ khi đến tuổi 50 mới thực sự hiểu ra ý nghĩa của sinh mệnh là gì. Đơn giản là bởi tâm của người 50 tuổi đã bao la hơn, đã từng tranh giành, đã từng nỗ lực, đã từng đắc ý, cũng từng thất vọng. Nhưng những gì cần có đều đã có, những gì không có cũng chẳng tơ tưởng hão huyền. Mọi thứ đều quá quen thuộc, hào khí năm xưa nay lại trở thành sự khoan dung. Sự gai góc khi xưa nay đã trở nên trơn nhãn, sự tranh đoạt khi xưa nay lại trở thành giây phút thành thơi. 50 tuổi, bước ngoặt trong kiếp người, người 50 tuổi làm việc hay làm người đều khiến người khác yên lòng, không còn bị ràng buộc bởi những việc lặt vặt trong gia đình. Nên họ có thể chuyên tâm làm những điều mình yêu thích, bởi họ đã làm việc nửa cuộc đời, nên giờ đây mọi thứ đều trở nên đơn giản, dễ dàng, cộng thêm sự chăm chỉ nên chẳng thể sai lạc. Người 50 tuổi đã đoán biết được bệnh tật trước,
50 tuổi người tìm bệnh sau, bệnh tê nhức bả vai là bệnh đặc thù của người 50 tuổi, nên còn gọi là bả vai tuổi 50. Ngoài ra, bệnh cao huyết áp, mỡ máu cao, đường huyết cao và bệnh tim cũng bắt đầu xuất hiện. Con người đến tuổi 50 nếu vô bệnh thì quả là người có phúc phận lớn. Người 50 tuổi khao khát tình thân, khát vọng được khỏe mạnh, trong tim họ có thoáng ưu tư, thương cảm, cũng có sự bất lực nặng nề. Một người canh tuất của tôi chia sẻ rằng theo trải nghiệm của tôi thì 50 tuổi là bước chuyển ngoặt của cuộc đời. Từ đây cuộc đời được chia làm hai giai đoạn. Trước 50 tuổi là giai đoạn đặt nền móng. Trong giai đoạn này, chúng ta thường mải miết tìm chỗ đứng trong xã hội, mệt mỏi vì quý tín chủ nuôi sống gia đình, về cơ bản đều là sống vì người khác. Sau 50 tuổi, nền tảng kinh tế đã vững chắc, sự nghiệp cũng hoàn thành. Đây mới là giai đoạn có giá trị nhất để thực hiện mong ước và sáng tạo của bản thân. Do đó, cuộc đời tôi bắt đầu từ tuổi 50, nếu có thể sống đến 100 tuổi, canh tuất sẽ quy hoạch cuộc đời mình như thế nào khi gần tới tuổi 50. Liệu canh tuất có tin rằng cuộc đời lúc này mới thực sự bắt đầu, đời người là một hành trình chạy việt dã kéo dài cả trăm năm, đến 50 tuổi mới chỉ chạy được một nửa, nửa còn lại mới là kiếp nhân sinh thực sự, dẫu sao cũng đã 50 tuổi rồi, 50 tuổi vừa hay lại là bước chuyển ngoặt của hành trình việt dã ấy. Khi ấy, canh tuất mới chỉ chạy được nửa quãng đường, nhưng đã tích lũy được những kinh nghiệm vô cùng phong phú, lại có thể thấy được viễn cảnh tươi sáng của tương lai. Nếu cuộc đời là một hình vòng cung, thì ở tuổi 50 sức khỏe sẽ giảm sút, nhưng năng lực tổng hợp của canh tuất lại ở đỉnh điểm của hình vòng cung đó. Những trải nghiệm kiếp nhân sinh và mối quan hệ xã hội của canh tuất là nguồn tài nguyên quý giá, chỉ cần quy hoạch cẩn thận, khéo léo xếp đặt, chú ý giữ gìn sức khỏe, thì thời gian đỉnh điểm của cuộc đời ấy sẽ có thể kéo dài hơn. Kính thưa quý cô chú anh chị, và trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết từ nội dung Chấn Động, thầy Tử Vi báo tin trước rất chính xác về con giáp tuổi canh tuất sinh năm 1970. Từ mai đến hết tháng 4 âm lịch, tổ tiên báo trước, công thành danh toại, tài lộc ào về như thác lũ, giàu có khó ai sánh bằng, đến từ đội ngũ biên tập kênh. Trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, nếu có chỗ nào không phải, mong quý vị thông cảm, hoan hỉ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý vị nhâm tuất sinh năm 1970 thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật, suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước. Vậy nên, những thông tin trong video này chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý vị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác bê anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.